이게 뭐 하는 짓들이야? 사장님. 당장 내 눈앞에서 사라져. 두번 다시 내 눈에 띌 때, 나도 자네를 어떻게 할지 모르니까. 아빠! 아빠! 이제 두 사람 관계는 돌이킬 수 없게 된것 같은데. 한지섭이, 오늘부로 퇴사 처리할 테니까, 그런 줄 알아. 아빠! 자네가 여긴 어쩐 일이야? 그 제안 아직 유효합니까? 제안이라니? 한 배를 타면 뒷배가 돼주시겠다는 물론이지 민동철 사장에 대한 피아도 들려주신다고 한것 같은데 그거야 그렇게 하죠 한 배를 타겠습니다 민 사장이랑 척을 지면 민경채 부사장을 잃게 될 텐데 아니요 그런 일은 없을 겁니다 biết làm sao tôi vốn là muốn giúp chị nhưng chuyện lại tệ hơn vì chị không có về nhà cho nên tôi muốn chuẩn bị cho chị vài bộ quần áo nhưng bị bác nhìn thấy tôi lại không có dám nói dối nên đành phải nói thật là hai người đang ở bên nhau cũng đâu còn cách nào khác không ngờ là bác trai lại quá là tức giận lại có thể bắt tổng giám đốc phải viết đơn từ chức ngay lập tức vì bác trai vốn đâu có phải là một con người mâu thuẫn tôi phải đi coi thế nào thực ra bên đó rốt cuộc là ai không phải tôi đã nói vẫn chưa tới lúc công khai à có phải xác định là chỉ cần làm cô ta thích cậu thì mọi chuyện nhất định sẽ được kết thúc thôi hiện giờ chủ tịch minh bắt tôi phải viết đơn từ trước việc đó cậu không cần phải lo lắng chúng tôi có thể giải quyết anh đi đâu rồi không biết anh đi đâu hay sao ờ anh ấy nè cô hãy nên bình tĩnh có chuyện gì mà phải lo tuy tôi không biết xảy ra chuyện gì nhưng cô hãy bình tĩnh hai người ở đây làm cái gì anh đã đi đâu vậy đã xảy ra chuyện gì em rất lo cho anh anh sẽ không rời bỏ khách sạn anh sẽ không xa rời em em đừng có lo Hôm qua em tới chỗ đó để làm cái gì? Em thấy lo cho anh làm sao không đến. Đó là lần đầu em thấy anh uống sai. Nhưng mà... Làm thế nào chủ tịch biết chúng ta đang ở khách sạn chứ? Là hỷ thu định mang quần áo cho em thì bị ba phát hiện. Gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tôi nhìn thấy cô già giám đốc hàng đi ra từ phòng 708. Giám đốc hàng có nói là anh ta sẽ không từ bỏ công việc ở khách sạn, nên kỳ quệ đang rất mệt mỏi. Tại sao? Không phải anh là người sẽ có năng lực à? Cho dù có năng lực nhưng lại không được lòng chủ tịch thì làm sao? Chúng ta cũng không có gì khác. Phải sống theo sự thay đổi tâm trạng của chủ. Ông chủ có là gì đi nữa cũng không thể tùy tiện sa thải người như vậy được. Xảy ra chuyện như vậy sẽ gây nhiều ý kiến phản đối. Nhưng cảm tưởng của tôi đối với anh Anh đúng là người không hề biết sợ So với người bình thường Luôn liều mạng vì công việc Thì anh có chút khác biệt Con người của anh tràn đầy tự tin Muốn nói gì thì nói Như là Có ai đó đứng đằng sau hậu thuẫn cho anh <laughs> Vậy sao Tôi không có ai hậu thuẫn <laughs> Có thật không <laughs> chủ tịch minh đang suy nghĩ chuyện gì hay sao ồ à, đâu có chuyện gì tôi có chút hiếu kỳ cho nên mới qua đây tình hình việc mua đất ở thôn độ giả tới đâu rồi chuyện mua đất cũng tạm ổn nhưng mà khu đất trung tâm vẫn chưa chắc chắn cho nên cũng lo lắng một miếng đất nhỏ như vậy mà cũng có thể khiến chúng ta phải lao tâm biết sao được khu đất đó đã bó chặt chân của chủ tịch lại rồi con người chúng ta không phải như vậy sao, một việc nhỏ có thể thành vấn đề lớn. Có thể nói tiền bồi thường cũng khá lớn, nhưng mấy người chủ đất đó lại ngang ngược. Không biết là họ còn muốn đòi bao nhiêu nữa. Nói không chừng vấn đề không phải là tiền. Trong xã hội nhiều khi chỉ cần có tiền có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà cũng có những người tiền không phải là tất cả. Cái gì? Ờ à da. Sẽ giấc giả đó. À... Cô đang nhìn cái gì đó. Vậy à... dạ không? Quý khách còn cần gì nữa không? À. Dạ. Không cần. Tôi xin phép ra ngoài. Đúng là chiếc khăn hoàng cũ đó. Có nghĩa là bà ta đã có mặt vào lúc đó. thích hợp lắm, rất giống một phụ nữ quý phái. Hả? thật sao? Bình thường tôi chỉ toàn mặc những bộ quần áo rẻ tiền thôi. Nếu mặc những bộ quần áo đẹp á, thì cũng trông rất quý phái đó. <laughs> Đúng là như vậy. Đừng có đứng đó nữa, hãy coi có túi sách và đôi giày nào hợp hay không. Đi coi đi. À, dạ túi, Với dài hả? Ừ. À, à, vậy là tôi có thể dùng. <laughs> chuyện gì nữa đây? có đối xử cũng phải công bằng một chút, sao lại cứ thích cái bà đó? phu nhân này rút cuộc bữa nay bị làm sao? Dạ đau lòng tôi quá đi. <laughs> à, hãy mau chọn cái nào cô thích. À, à. 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 À, nhưng mà sao tự nhiên là cho tôi vậy Không phải tôi đã nói sao Là gì tôi còn có món nợ ân tình Với má con của cô Hãy mau lựa À, à, dạ à, được à, 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 cái này à, à, à. Ê, ý. Tôi vẫn thắc mắc Hỷ thu giống ai mà lại xinh đẹp như vậy Bây giờ nhìn cô thế này Tôi lại thấy nó rất giống cô Tôi đoán là Nó không giống người cha đã mất của mình lắm hỷ thu nhà tôi làm sao mà giống ổng được chứ vì đâu có chút quan hệ quyết thống hỷ thu hình như là chưa có bạn trai với trình độ của nó thì đàn ông đều phải xếp hàng dài nó chưa có người yêu à, Dễ vẻ ngoài của nó xinh đẹp giống tôi nhưng khả năng quyến rũ đàn ông thì dở lắm cũng không phải là không có người yêu gì hết có người đã sống chết để mà theo đuổi nó mấy năm nay rồi à, nghĩ tới cái tên đó tôi còn tức nữa Hắn ta là cái gì mà đòi tới nhà hủy thu nhà chúng tôi? là ai vậy? Người đó làm gì? Hay cái gã đó đã... À, nhưng mà... Tại sao... Bà lại muốn hỏi điều đó? Không phải chuyện yêu đương có tuổi trẻ đều không giống nhau hay sao? Nghe nói người lái xe đó cách đây không lâu đã bị chủ tịch minh cho nghỉ việc rồi phải không <laughs> sử dụng người ta trong ba năm rồi bỗng như một ngày đuổi việc đó chính là con người của chủ tịch minh hồi nào tới giờ hãy kêu người đó tới làm việc cho tôi tôi đang chờ đợi nghe nói anh ta chính là hàng bình khương là người duy nhất vẫn còn nhớ tới chuyện xảy ra vào hai mươi lăm năm trước Ê, thì là xấu hổ, đã nhiều tiền như vậy, còn muốn nuốt lùa số tiền đó. Chị. Cái hộp này không phải là gắn trên trán hay sao? Ê, tôi mệt lắm rồi, làm sao mà làm được nữa? Ê ra, trán của nó thì sao chứ? Mắt gắn ở đâu mà không có giống nhau? Thiệt là. Tôi sẽ tìm một công việc khác, nhà bếp này không được. Ê da. ông mà có thể tìm được việc sao? Chắc là sống cuộc sống thất nghiệp suốt đời. Ờ, cái bà này thiệt là tôi mới bỏ lái xe cách đây chưa có lâu bây giờ gây sự là gây sự cái gì hả ý tôi nghề chuyên môn của ông là tài xế tại sao ông cứ đòi từ bỏ tôi làm như vậy cũng để thay đổi tinh thần thôi sao chỉ phục vụ mỗi chủ tịch minh tôi cũng buồn chán lắm chứ tôi cũng muốn phục vụ người khác thật ra tôi muốn tìm một nữ chủ tịch xinh đẹp <laughs> nữ chủ tịch xinh đẹp ông đã điên rồi nữ chủ tịch xinh đẹp đâu có đi tìm một người vừa xấu mà vừa vô dụng như là ông thì <laughs> già dạ, các bà này bà nói cái gì chứ không lẽ lái xe là dựa vào hình dáng bên ngoài dùng cái mặt để mà đạp thắng hả Ê... Ê dạ cứ ngồi như vậy mỗi ngày đó một ngày nó giống như một tháng một tháng nó giống như một năm lấy lại tinh thần thầy bà đừng có nói như vậy Bác tự của con người là chuyện sớm muộn điều đó ai cũng biết hết tôi sẽ lái xe cho một nửa chủ tịch xinh đẹp và giàu có sao này <laughs> ông điên rồi <laughs> cho nên nằm mơ các bà này điên quá rồi Ê, đánh chồng cậu muốn nói gì tôi không đồng ý việc chủ tịch cách chức tôi vì những việc không có gì đặc biệt có phải là cậu muốn đối đầu với tôi hay không người đang giở trò chính là chủ tịch từ khi làm giám đốc cho dù là nghiệp vụ khách sạn hay là nghiệp vụ đối ngoại tôi chưa một lần lơ là chủ tịch có thể nói lý do để cho tôi chấp nhận việc đó hay là vì buổi gặp mặt với giám đốc ngô cho nên mới như vậy lẽ nào Lý do gì đặc biệt mà không thể gặp mặt hay sao? Cậu đang muốn nói cái gì? Thì sao không khí lại quá căng thẳng? Cậu nói là không có cách nào để tiếp nhận việc cách chức hay sao? Ông quyết định về trên sự độc đoán của mình không phải là vượt quá quyền hạn à? Như vậy thì giám đốc chúng tôi làm sao có chỗ đứng? Việc cách chức tổng giám đốc có phải được thông qua tại buổi họp của các cổ đồng. Nói cái gì? Quyền tuyệt đối. người khách ở một lẻ bốn không yêu cầu phục vụ đặc biệt gì sao tôi không thấy có yêu cầu đặc biệt gì sao gần đây tôi thấy cô thì sự quan tâm tới vị khách ở phòng một bốn là gì là vị khách đặc biệt kỳ huệ cũng rất là quan tâm tới người khách một bốn đó lại còn mua canh sườn và còn tự tay giặt ra trải giường có phải vì đó là bạn của chủ tịch minh cho nên mới quan tâm đặc biệt như vậy Hai người là bạn nhưng không phải là rất là khác sao? Khác cái gì? Ý anh là khác ra sao? Vì kỳ quệ là người thừa kế khách sạn cho nên rất cao quý, còn tôi thì không. sao lại có thể nói như vậy chứ? Tôi chỉ muốn nói hai người... Kỳ quệ nhờ ai mà giảm được món nợ ân tình. Cô nói gì đây? Không nhờ tôi, thì kỳ quệ đã không thể làm gì được nữa. Vì đau khổ mà đòi quỷ hoại mạng sống của mình. Anh có biết chưa? món nợ ân tình thì cô nói cái gì chứ không phải mấy cái này sao lại ở đây tôi đã mang đồ uống tới cho quý khách à được rồi à cảm ơn cô nếu như có cần gì xin bà cứ gọi đó rõ ràng là báo cáo điều tra về resort mà Bà già này Thật ra lai lịch như thế nào Ở đây, ở đây nè à, Là chú hả, chào chú à. Chú Bình Hiện Xin chào. Tôi sao lại chạy như vậy, bị té thì làm sao chứ? Wow. Nhìn chú đẹp trai quá hả à. <laughs> Gì hả? <cười> <cười> nhìn giống như là hoàng tử vậy đó. Rất là rất đẹp trai. <cười> <cười> hoàng tử cái gì? Nhưng mà hoàng tử là pháp cũng chính là biệt danh của tôi. <laughs> chú à, chúng ta tới chỗ nào hay hay chơi đi. Chỗ nào hay hay? Chỗ đó là chỗ nào? Cái kìa, thì ra những người yêu nhau Chứ là vừa đi bên nhau vừa nói chuyện ha À, chú à Chúng ta đi ăn bánh năm mới nha Nè, cô làm gì vậy Muốn chết hả Ông Huệ, ông Huệ có sao hay không Con bị thương chứ, cô sợ lắm hả khi công chạy ra chặn đường người ta như vậy Mà tính ra Phiền quá đi Cô phải nên xin lỗi trước <laughs> mới đúng Cô chạy xe mà không coi người băng qua đường Làm cho người ta sợ kìa Là anh phải xin lỗi từ trước mới đúng Không phải giờ đang chặn giữa đường của tôi đi hay sao Cái cô này thiệt tình à Khoan để Hình như đã xảy ra tình huống này Ở chỗ nào thì phải <laughs> Sao đột nhiên lại lao ra vậy? Ở đâu có chiếc xe cũ sức như vậy? Ô, chính là cô. Đúng y chang Chính là cô. Hôm nay bị bắt rồi. xuống xe. lên. Đã... oh my god. Xuống. Nè. Đừng có tranh nè. cãi nữa. Ừ? Không có nên đánh nhau. Hừ. Cô ta sao lại vậy? Tôi đi đây. Tôi rất bận. Tốt nhất là chúng ta không nên gặp lại nhau lần nữa. Ôi, nè, nè. À. Ô, nè. Ôi, yeah, yeah, hey, yeah, exactly. xin lỗi là xong hả? Cô dám đi à? Thiệt đúng là không có giáo dục chút nào lần sau để tôi bắt được là cô chết chắc đó. Hey. Chú à, đừng có như vậy. Đừng có mắng chửi người khác, là mắng người ta là người xấu đó. Tôi biết, nhìn khuôn mặt thiên thần của cô tôi nhẫn nhịn được. Cô gái đó, tốt nhất không có nên gặp lại. Mình đi. <laughs> Ừ, chắc là gần đi <laughs> Tìm đúng chỗ <cười> rồi <cười> Bà khó <laughs> ờ, Sao cậu biết tôi ở đây bà tới tìm Công sức không phụ người có lòng mà Tôi nghe được từ Khách sạn Victoria cũ của... Sống ở nhà chủ tịch có tốt hay không à, Nè 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 cậu đi tìm hỷ thu nhà của chúng tôi phải không đây là nơi nào mà cậu đến tìm làm thế nào mà cậu dạy dò đứa con gái ngu ngốc của tôi nó làm gì sai Hỷ <laughs> thu đã thành nhân viên chính thức rồi có phải là cái bà ngồi xe lăn hay không Ê, cậu thiệt là cậu dám đi tìm Hỷ thu nhà chúng tôi lần nữa coi tôi sẽ báo với cảnh sát cho cậu ngại ba bữa cơm trong tù mà biến đi đừng gây chuyện nữa <laughs> không biết người thực sự phải ăn cơm tù là ai Cậu nói vậy là có ý gì? Nhà tù? Ai? Bà cô. Không biết Hỷ Thu là người đáng sợ thế nào đâu. Nếu biết được cô làm cái gì, bà không sẽ cảm thấy là u ám. Phiền quá. Đừng ăn nói lung tung nữa. Mau đi đi. Cậu cứ thử tìm đến khách sạn lần nữa coi. Lúc đó cậu sẽ chết chắc. <laughs> Má cũng vậy, con cũng vậy. Coi sinh mạng của người khác không có ra gì. Hôm nay tôi nói tới đây thôi. Hỷ Thu và bà thiệt giống nhau, rất giống nhau. Tôi sẽ quay lại. Bà của em vẫn gây áp lực bắt anh phải giết đơn từ trước à? Không phải đã nói với em đừng có lo lắng. Lần này anh sẽ không có làm theo ý của chủ tịch. Không phải tất cả đều nghe theo chủ tịch à? Em sợ vì cách chức của anh sẽ được thông qua. Hay là để em giúp anh nói chuyện với ba của em nha Không Em nói giúp anh Chủ tịch sẽ càng cảm thấy thất vọng Đừng có lo cho anh Anh sẽ tìm cách hòa giải với chủ tịch Anh gì muốn Làm trung gian giữa em và em Nhưng anh đã tạo ra một khoảng cách Nhưng mà anh cũng không có hy vọng Chuyện trở nên xấu đi Để anh một chút Alo Cậu hãy tới đây một chút đi Bây giờ Sao tự nhiên có chuyện gì Là tôi muốn nói tới chuyện phản đối Quyết định của Chủ tịch Minh Đồng Thiết Tạm thời ra mặt được rồi Đâu có thể để cậu khờ khảo quá lâu À đúng. Người đã nói, có thể cũng sẽ tới. Ông nói muốn thấy sự thay đổi của tình hình. Nếu là chuyện đó, đương nhiên tôi phải tới. Được, tôi tới ngay. Anh làm sao đi? Bây giờ anh phải ra ngoài. Có chuyện gì? Anh có chuyện quan trọng, cần phải ra ngoài một lát. Nếu không muốn đợi thì hôm nay em về trước. Anh không có yên tâm về em. Em đợi anh cũng được. Anh đã nói là nhanh mà. Nếu trễ thì gọi cho em. <laughs> Vậy tốt. Em đợi anh một lát nha. Chị không ở trong phòng làm việc. Đã nghỉ sớm rồi. Tôi đi với chí Hiệp. À, chúng tôi cùng nhau tới quán bar. Anh nói là anh còn phải đi tới một chỗ nữa. Vậy là chị đang ở đó một mình? Ờ. À, một lát nữa chí Hiệp sẽ quay lại. Vậy sao? Tôi biết rồi. Kỳ quỷ à? Chị có thể về khách sạn ngay được không? Người đàn ông lần trước tìm tới là tới nữa. Một mình tôi tôi không biết phải làm sao. Chị có thể về liền được hay không? Được. Cho mau lên, tôi chờ chị. Không có tìm thấy phó chủ tịch đâu. À. Cái gì? cố đợi sau khi phó giám đốc quay lại, rồi mới ra ngoài. tới đây, à, ngồi xuống đi. mau lên. đây là mấy người mà ông đã nhắc tới. ông ta cũng muốn tới, nhưng mà đột nhiên lại có chuyện gấp. thì là đáng tiếc, để lần sau gặp mặt đi dạ bếp trưởng anh có nhìn thấy hí thu không tôi vừa nhận được cú điện thoại khẩn cấp cái người đàn ông mà lần trước tới khách sạn tìm cổ lại tìm tới nữa tôi nghe giọng cổ rất sợ phải làm sao đây người đàn ông mà lần trước tìm tôi bây giờ lại tới tìm nữa kỳ quậy à chị có thể về ngay khách sạn được không được rồi chú mau lên tôi chờ chị thật ra cũ đang ở đâu xin lỗi sau mấy quý khách gọi hiện không liên lạc được điện thoại không liên lạc được xảy ra chuyện gì đáng lẽ phải ở trong khách sạn mới đúng chứ anh có thể đi tìm với tôi được không không biết đã xảy ra chuyện gì nữa ờ à, là người đàn ông đó hả tôi đã giải quyết xong xuôi tôi đã cho anh ta một trận và bắt ảnh đi cô đừng lo lắng anh giải quyết rồi. Ừ, Hỷ thu có bị thương hay không? Thì hey, không có bất cứ chuyện gì hết. Cô đừng có lo lắng nữa. Có thể bây giờ cô đang ở một chỗ nào đó bình tĩnh để mà tĩnh tâm lại. Cô không cần để ý. Nếu mà được như vậy thì tốt quá. Đừng có như vậy. Hay là tìm chỗ nào uống một chút. Nghe điện thoại xong chạy tới đây liền chắc cô cũng sợ hãi lắm. Những lúc lo sợ như vậy, không có thuốc nào tốt hơn là rượu. anh đang giáo giác tìm ai có một mình tới đây có chuyện gì tôi tới để uống rượu anh ngồi đi chúng ta cùng uống ồ <laughs> ờ. không có kỳ quệ nên anh không thể ngồi cùng với tôi đứng cạnh tôi hay là tới bên tôi chính chủ tịch đã không trừ một thủ đoạn tìm mọi cách để cho anh phải ra đi lỗi của anh là đã dám trèo cao là con trai của người tài xế lại dám yêu người thừa kế khách sạn đối với chủ tịch thì tình yêu của anh không phải là yêu mà chỉ là tham vọng chiếm đoạt <laughs> anh phải suy nghĩ có cần phải liều mạng hay không cái tình yêu đó liều mạng hả cô thấy tôi như vậy sao chủ tịch hay là minh kỳ huệ sẽ không bao giờ có thể hiểu được người như chúng ta nên anh không cần phải liều mạng người như chúng ta những người lúc sinh ra đã không có gì là người khi muốn đạt được một cái gì muốn cái gì thì phải liều mạng cho nên ở trong cuộc sống hay là trong tình yêu không thể không có mục đích nào khác đứng ở trước mặt em anh không cần phải như vậy chí hiệp à không cần che giấu giả tâm của mình ở trước mặt của minh kỳ huệ không đủ cho anh mệt mỏi hay sao giả giờ như không có dục vọng chuyện gì cũng phải đóng kịch thì đâu có phải là tình yêu cho dù thế giới này có trách mắng anh đi nữa em sẽ luôn là người thông cảm và hiểu được anh luôn đứng về phía anh có lẽ đây là lý do vì sao mà từ ngay giờ phút đầu Em đã bị anh hấp dẫn. Là gì hằng chí hiệp à? Con người này rất giống em. Cho nên anh không cần phải cố gắng che giấu bản thân của anh trước mặt em. ngày hôm nay là ngày mà anh ở bên cạnh em không phải là điều nên làm hay sao? Số điện thoại của chị đang gọi hiện giờ không liên lạc được. Sao vậy? Không liên lạc được à? Anh đã tắt máy rồi. Hay có thể là do cuộc họp của anh kéo dài. Hay đàn ông nếu nói chuyện ăn ý sẽ không bao giờ để ý tới điện thoại. Lại còn để tôi về trước nữa tôi nghĩ rằng cô hãy nên về trước cô coi cũng may là cô gọi điện thoại trước nếu không khi cô tới đó không lẽ ngồi chờ đợi một mình tới đó chuyện gì sao vậy cô sợ có thể sẽ thấy ảnh đi với người phụ nữ khác <laughs> ảnh không phải là người như vậy ờ nhưng bây giờ chúng ta đi đâu đây chúng ta đi uống rượu vang ở trước sông hàng có một nơi uống rượu giả ngoài rất là rộng rãi rất là vui nữa Hán thành có một chỗ như vậy sao không khí ở đây thiệt tốt ừ, giống như mình là nhân vật chính trong phim bộ truyền hình đó là vì tôi người giống diễn viên chính ở trong bộ phim truyền hình đang ngồi trước mặt của cô nè <laughs> vậy sao <cười> <cười> hình như bình thường anh vẫn chuẩn bị những thứ này trên xe à đó là phong cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh Cho nên trong cấp xe lúc nào cũng có những thứ này Cho nên Bất kể lúc nào có chuyện buồn Cứ việc nói với tôi tôi sẽ trả chiếu cho cô Không phải tôi Anh hãy gặp một người tốt hơn tôi Ờ à, Tôi nhớ lần trước vì người khách ở phòng bốn Tôi đã chạy qua chạy lại chỗ này Bây giờ mới nhớ ra Ờ à, đúng lúc đó cô nói người bạn mà cô đã tha thứ có phải là Ân Hỷ Thu sao anh lại biết chuyện đó kỳ quệ nhờ ai mà giảm được món nợ ân tình không có tôi nói không chừng là cô ta đã đi quỷ hoại cuộc đời của mình vì món nợ ân tình đó anh biết chưa Ờ à, không cần ngạc nhiên tôi chỉ là đoán thôi <laughs> Hỷ Thu đúng là một người bạn rất tốt cô nói cổ là một người bạn tốt ân hỷ thu ân hỷ thu tới nơi rồi sao anh không dừng xe ở trước cửa sao anh sợ bị kỳ quệ nhìn thấy cô đã sai có đi được không không phải ôm kỳ huệ mà là ôm hỷ thu anh cảm thấy thế nào không có gì khác biệt sao khi anh ôm người con gái khác cô vô đi không biết tại sao em lại như vậy tình yêu của em đối với anh có thật là anh không nhìn thấy hôm nay tâm trạng ra sao có tốt hơn chút nào không cũng may là có anh hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm thì đây không phải là khách sạn trong những lúc như vậy mong cô có thể gọi tên tôi chứ không phải là gọi bếp trưởng cô làm như vậy tôi cũng có thể gọi tên phó giám đốc một cách tự nhiên được đã là thói quen rồi thói quen cũng cần phải sửa đổi thói quen cũng cần phải học ok nè cô hãy thử đi chắc là cô đã quên mất tên của tôi hôm nay rất là cảm ơn anh Rượu giang rất là ngon. Tôi cũng cảm ơn vì anh đã đi với tôi. Thư Hiền. <laughs> yes. Không phải là rất hay hơn sao, gọi tên tôi sẽ tốt hơn đó. <laughs> Mình đi. <laughs> Đừng có như vậy Em biết em là người bắt đầu Không muốn thì ngay từ lúc đầu Anh không nên để cho em có hy vọng Anh phải cứng rắn hơn Không có nên gần gũi thân thiết Anh đúng ra không nên quan tâm tới em Anh phải tìm cách trốn tránh em Người khiến em thành như vậy là anh Người mà em thường suy nghĩ tới cũng là anh <laughs> có chuyện gì vậy cô vào đi